Đám cưới Hồ Bích Trâm ở Quảng Ngãi, hé lộ chân dung chú rể, đeo vàng nặng cả cổ, lên tiếng chuyện đãi tiệc giữa mùa dịch. Trước những ý kiến góp ý của dân mạng về chuyện tổ chức đám cưới giữa tình hình dịch căng thẳng, Hồ Bích Trâm đã đích thân lên tiếng nói rõ. Liệu lời lý giải có đáng được thông cảm? Ngày 5 tháng 5, đám cưới của Hồ Bích Trâm và ông xã hơn 7 tuổi đã chính thức diễn ra tại quê nhà cô dâu ở Quảng Ngãi. Sau bao ngày úp úp mở mở, cuối cùng Hồ Bích Trâm cũng hé lộ chân dung chồng vô cùng phong độ, trẻ trung khiến dân tình chú ý. Trong ngày trọng đại ở quê nhà, Hồ Bích Trâm gây sốt khi diện váy cô dâu cực xinh và khoe nhận được nhiều vòng vàng đúng kiểu, lấy chồng là một gánh nặng. Hồ Bích Trâm hé lộ không gian tiệc cưới ở Quảng Ngãi, diễn viên nổi tiếng Vbiz chuẩn bị hôn lễ ra sao? Được biết, nữ diễn viên đã dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho hôn lễ. Tuy nhiên sát ngày cưới, tình hình dịch Covid-19 căng thẳng khiến cô vô cùng lo lắng. Được biết, Hồ Bích Trâm và chồng đã chia nhỏ lượng khách mời tầm 50 người một đợt để đãi tiệc. Quan khách trước khi vào dự cưới sẽ được trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn và đảm bảo đúng nguyên tắc phòng dịch. Hồ Bích Trâm lần đầu hé lộ chân dung ông xã lớn hơn 7 tuổi, cặp đôi đã có thời gian dài hẹn hò trước khi kết hôn. Ông xã Hồ Bích Trâm không hoạt động nghệ thuật nhưng thường đồng hành cùng cô trong công việc. Mẹ ruột và mẹ kế của Hồ Bích Trâm cùng có mặt trong ngày trọng đại của con gái tại Quảng Ngãi. Khoảnh khắc Hồ Bích Trâm bật khóc nức nở tại đám cưới, nữ diễn viên gây sốt khi được tặng rất nhiều vòng vàng chói lóa, đeo nặng cả cổ. Hồ Bích Trâm chia sẻ cụ thể về chuyện tổ chức đám cưới giữa mùa dịch, em ở quê vẫn làm được ạ, em đã hỏi vì đám đã mời khách ở quê và chuẩn bị xong rồi nên không hoãn được nữa. Em sẽ không livestream vì sẽ có nhiều người không hiểu vào chửi. Nếu cách 10, 12 ngày thì dời được chứ 2 ngày không dời được nữa. Và em cũng chuẩn bị 5K, nguyên tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế cho khách, với khách là bà con hàng xóm không có khách vãng lai. Theo như chia sẻ của Hồ Bích Trâm trước hôn lễ, nhiều người bạn thân thiết trong showbiz Việt sẽ có mặt ở quê Quảng Ngãi để dự đám cưới, tuy nhiên đến phút cuối lại không thể tới được vì tình hình dịch Covid-19. Đồng thời, đám cưới tại thành phố Hồ Chí Minh của vợ chồng cô vào hôm 22 tháng 5 cũng bị tạm hoãn. Hồ Bích Trâm đích thân lên tiếng về chuyện tổ chức hôn lễ giữa mùa dịch Covid-19. Trước thềm hôn lễ một ngày, Hà Trí Quang đã có mặt vào tối muộn để chúc mừng hạnh phúc người đồng nghiệp thân thiết. Trước tình hình dịch căng thẳng, Hồ Bích Trâm và chồng đã hoãn hôn lễ vào ngày 22 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.